Lời hát quen thuộc và đơn sơ này chính là lời tín hữu Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng Chung đã vui hát trong suốt những năm thành lập. Nhưng nếu nhìn về năm 2021 vừa khép lại thì những lời này càng trở nên đặc biệt và ý nghĩa. Hãy cùng nói về bốn vẻ đẹp mà Chúa đã cho ABC vẽ cùng nhau qua năm 2021. Kết Chúa Con là một. Với định hướng tăng trưởng cùng nhau, đã 3 năm rồi, các Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng bước đi nhịp nhàng rập ràng từng bước một để hỗ trợ, ứng phó, nâng đỡ, cố vấn kịp thời trong những bước tiến bước lùi của từng nơi. Năm nay đó là việc cùng nhau đối diện với câu hỏi, nhà thờ phải đóng cửa thì Hội Thánh phải làm sao? Vững tin rằng Chúa ở với các LEC, mượn sức chung nắm nơi như một, cùng ứng biến và đi cùng nhau qua khúc cua lớn này. Có thể nói năm qua LEC quận 10 đã thực sự hòa nhập với LEC chung. Dịch bệnh ngăn trở chúng tôi gặp nhau nhưng lại khiến chúng tôi kết nối với gia đình LEC nhiều hơn. Chúng tôi cũng có chung một cách nghĩ như các LEC khác, đó là chúng ta bị cách ly nhưng phúc âm của Chúa không hề bị cách ly. Cảm ơn Chúa vì LEC quận 10 vẫn nỗ lực rất lớn trong việc vươn đến những sinh viên chưa biết Chúa và kết năm nay với niềm vui mừng vì nhiều người được nghe về phúc âm của Chúa trong năm khó khăn này. LEC quận 7 thì tăng trưởng nhiều về mặt hình ảnh và kỹ thuật, vốn là một hội thánh đi sau về công nghệ, nhưng chất lượng hình ảnh của các buổi nhóm của quận 7 tốt hơn qua thời Covid. Nhà Chúa được sửa sang, tấm lòng của con cái Chúa cũng rất sẵn sàng. Anh chị em vui thích tìm đến giờ tiếp sức mỗi sáng của ban mục sư truyền đạo LEC chung. Cùng với nhân sự hội thánh, các anh chị em phục vụ cố gắng học hỏi từ các LEC khác để làm các tiết mục online cùng nhau. Kể cả các cô chú lớn tuổi cũng tham gia vào các khung hình để tiếp sức cho nhau. Tôi rất cảm động và vui mừng về điều đó. Mãi luôn yêu thương nhau. Chúng ta đã nói về một nhà một lòng rất nhiều tại LEC, và vẻ đẹp này được mỗi ngày tô đậm thêm. Thật vững lòng khi được thuộc về một gia đình lớn đầy yêu thương, để nhận ra rằng Chúa đã cầm tay ta qua từng chặng, có anh em bên mình gánh nặng được sẻ chia. Ban mục sư truyền đạo năm qua đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc nâng đỡ tín hữu đi qua giai đoạn cách ly, truy vết, phong tỏa, tiêm phòng. Tôi biết ơn Chúa vì con cái Chúa tại Khánh Lâm và ở các LEC khác đều được chăm sóc rất cụ thể qua các dự án chia sẻ yêu thương, một nhà một lòng, gói tiếp sức, gói thức ăn đủ dùng. Riêng Khánh Lâm, chúng tôi bất ngờ khi thấy con cái Chúa được vững lập, dù không được nhóm lại tập trung. Nhiều tín hữu nhận thấy sự hư ảo của cuộc đời mình sau nhiều năm sống theo cách của đời và nhận ra giá trị thật của mình ở trong Chúa. Chúa có dấy lên thêm người phục vụ trong hội thánh. Có 8 tân tín hữu đã sẵn sàng chờ nhận lễ báp têm. Sống vui tươi trong Chúa. Chúng tôi tại Dami và Suki có rất nhiều điều để cảm tạ Chúa vì LEC chung. Nhưng tôi sẽ nói đến nét văn minh và vui tươi của những cơ đốc nhân khi trải qua cơn đại dịch. Trong cơn đại dịch, con cái Chúa tại LEC không bị nháo nhào theo tin tức, cũng không bị buồn bực vì chỉ thị. Chúng ta tìm mọi cách để trở nên những nhân tố tích cực nhất cho cộng đồng khi xã hội đang trải qua giai đoạn khó khăn chồng khó khăn. Tùy theo sức của mình, tín hữu LEC khắp nơi đã dâng, cho, lo, chăm, chia và kêu gọi để cùng chung sức với chính quyền và cộng đồng. Tôi được ấm lòng lắm vì chúng ta không phải là nạn nhân của vấn nạn, nhưng chúng ta đã sống như là ân nhân ngay cả giữa những hoạn nạn lớn như thế. Tôi cũng muốn nói rằng năm qua xã hội cách ly, nhưng ở LEC không có năm cách ly mà là năm tận dụng thời gian để xây dựng. Ở đây chúng tôi sửa sang cơ sở nhóm lại ở Dami và Suối Kiết. Gò Vấp thì công việc Chúa lại tỏ bày càng lớn hơn, cả một công trình tái thiết lớn, mong đợi vinh quang Ngài tỏ ra thật lớn tại nơi đó. Chúa cũng dự bị những cơ sở cho tương lai mà hiện nay chúng ta chỉ biết vui mừng thôi vì chưa thấy hết bức tranh lớn của Chúa. Cùng nhau xây dựng vương quốc cha. Quả thật, Chúa đã vững lập công việc của tay chúng ta trong năm qua. Giữa cơn đại dịch với bao mất mát và thách thức, nhờ ơn Chúa chúng ta đã đứng vững trong Chúa
và đứng vững cùng nhau. Không để ai bị lãng quên, không một gia đình nào bị bỏ lại. Không những vậy, chúng ta lại càng nhìn thấy rõ cánh tay Ngài trong hội thánh để hoàn thành lời hứa của Ngài. Năm 2021 là năm tôi thưa có tôi đây. Chúng ta muốn nói đến sự sẵn lòng và gắng sức của ban điều hành các hội thánh nguồn sáng, các trưởng mục vụ và các nhóm trưởng. Cảm ơn anh chị em đã chịu học hỏi, chịu tăng trưởng để cùng ứng biến với quản nhiệm các hội thánh, cùng xây dựng công việc Chúa tại hội thánh địa phương và LEC chung. Trong một giai đoạn có thể nói là thách thức lớn nhất, chúng ta đã từng bước cùng nhau vượt qua và cùng nhau xây dựng vương quốc cha. Cảm ơn Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài, chúng ta đã nhìn thấy những công việc rất đẹp đẽ và lớn lao tại hội thánh. Thêm vào đó, năm tôi thưa có tôi đây, hội thánh đã chứng kiến nhiều anh chị em theo học MC khoa 2 và nhiều anh chị em đã sẵn sàng trở thành người phục vụ hiệu quả hơn trong công trường của Ngài. Vì Chúa đã ở với và đã làm công việc lớn lao của Ngài trong chúng ta, giữa vòng chúng ta và qua chúng ta. Hãy để năm mới đến, năm 2022 là năm chúng ta sẽ sống và thuật lại công việc Tây Chúa. Như lời của vua David đã nói trong Thi Thiên 96 câu 3 rằng: Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Đây là chủ đề của năm 2022. Tell it well. Thuật lại. Mỗi người sẽ thuật lại, mỗi hội thánh sẽ thuật lại. Hãy nói về việc Chúa làm, nói cho người khác biết về việc Ngài đã làm. Hãy dạn dĩ và mạnh mẽ, công bố vinh quang và các việc quyền năng Ngài. Bắt đầu từ chỗ của chúng ta, lan rộng đến các vùng miền chung quanh, đến cho đất nước này và cho các dân tộc. Amen.